giờ chị cũng đang gây lại. Đó, đây bên này cũng vậy nè. Đó, bên này cũng là cái chuồng này nè. Chuồng này chuyên để phối này. Đó, này nuôi tập trung đây. Đó, phía dưới đây thì chúng ta sẽ làm cái cầu thang lên đây. Đó, đây là dê cái đầu xô không. Đó, cái này thì những cái cỏ đây á thì nó ăn, nó không ăn mạnh như những cái lá cây, nhưng mà nó ăn từ từ, ăn từ từ nó sẽ no rất là lâu. Đây thì theo cái phương pháp của chị thì đây cho ăn từ ngày tầm, nó là tầm 2 bữa thôi, buổi sáng và buổi chiều. Thì buổi sáng thì chúng ta có thể cho cái men, cái cỏ ủ, cái bắp ủ này, hoặc là cỏ ủ, đây là cái đậu phộng này là mình đó, ủ. Thì sao chị chia sẻ thì cái đậu phộng này thì rất là tốt cho dê. Đó, đây là dê nái nè. Còn này, ở đây là con đực nè. Đực này mình có quay nè. Con này gần cả tạ, chắc cả khoảng tạ luôn. Đó, đực này rất là hiền. Con này là con dê bo lửa nè. Đó, con này tầm 2 đôi mà tầm 1 tạ. Rồi, sẽ chỉ chia sẻ tầm 1 tạ rồi. Đó, con này được, rất là bự. Đó. Được này. Đây là con cái lửa này. Đó, hàng cái lửa này thì con này cũng rất là bự luôn. Đây mình quay kỹ lại cho xem. Đó, nó rất là bự. Đó. Còn già này là cái hậu bị nè. Ở đây thì chị xây chuồng rất là theo khoa học, rất là khoa học này. Đó, những cái chuồng nào sẽ riêng biệt để chăn nuôi cho nó hợp lý nè. Đó, hàng nào hậu bị thì ra hậu bị. Đó, hàng nào chuyên bán thịt thì sẽ cho chuyên bán thịt, thì nó sẽ nuôi sẽ đạt hiệu quả hơn. Đó, thì mỗi chuồng đều có một cái máng nước này. Thì tất cả các dê thì nó sẽ uống nước hàng ngày, thì chúng ta cần phải cho nó uống nước, ăn lá cây cũng cần phải uống nước. Đó, thì dê nó mới phát triển tốt được. Đúng, con người đúng không, chúng ta cần phải nước. Tại vì cơ thể con người với động vật thì nó cũng như nhau thôi, chúng ta cần phải cho uống nước để cho nó trao đổi chất hiệu quả. Đó, thì đây ở đây thì cái chuồng ở trên đây thì làm bằng mái chéo. Đó, phía trên là chéo bằng qua hai bên. Đó, từ cái sàn này lên đến cái sàn, cái chuồng là tầm 3 mét. Đó, cái bên này thì cao hơn. Ở bên kia là cái chuồng làm sâu, tận dụng cái máng tôn á, sối thì chúng ta sẽ làm nó hơi thấp xuống tí. Nhưng mà do ở đây là cây cối nhiều nè. Đó, cây cối ở đây này rất là nhiều. Đây những có bên xung quanh này có những cái cây chôm chôm, cây mít. Thì nhiệt độ ở đây thì nó sẽ mát hơn. Nếu mà chúng ta mà xây ở chỗ chuồng mà trống không có cây cối nhiều thì chúng ta cần phải xây cái chuồng nó cao tí để cho gió nó lùa nó mát, thì nuôi dê nó sẽ hiệu quả hơn. Thì ở đây thì chị có ghi dê thì nuôi dê. Chúng ta sẽ ghi lại danh sách những con nào mà chưa chích vaccine thì chúng ta sẽ chích. Chúng ta cái này thì nuôi thì chích thì theo đồng loạt thì nó dễ kiểm soát hơn, thì dê đổ ra thì nó sẽ đạt hơn so với chúng ta mà không ghi lại. Thì chúng ta cần phải ghi lại những cái ngày nào con dê nào mà chích rồi chúng ta sẽ ô, tính theo ô cũng được. Đấy, đây là hai dê đực này, đây là hai đực hậu bị luôn này. Đó, đây là một con sô tím này. Đó, đây là một con sô đỏ. Đó, con này ba ha này trên tay rất là to này. Con này chị để lại để làm được khẩu bị nè.